Ok mọi người, hôm nay mình sẽ đi mua Lotto ở Hàn Quốc, giống Việt Lót ở Việt Nam ấy. Mình sẽ dùng 5.000 luôn, tương đương khoảng 100.000 tiền Việt để đi mua Lotto. Cũng nhưng mà ủ mong năm giàu, thay đổi cuộc đời. Thôi, chúng ta đi thôi. Let's go. Do là quán ở Hàn nên người ta không cho quay. Thế, mọi người thông cảm nên mình vào mua để đáng ơi. Về lô tô ở Hàn Quốc, giờ mình sẽ đi kiếm một nơi để cho xem kết quả có đúng hay không. Do về số trước khi mình thì cho mọi người xem về số vé Việt Lót ở Hàn Quốc sẽ như thế nào. Đây có 5 hàng A B C D E, có 6 số. Mỗi hàng là có 6 số. Ở Việt Nam hay có 6 cấp số ấy. Dòng vé của mình đang cầm là số 16, 23, 27, 32, 42, 43. Đây về Hàn Quốc. Trước khi vô coi dài hàng thư để vô để coi vé số Hàn Quốc kia, mình sẽ vào truy cập trang web của Lotto ở Hàn Quốc để xem, để do xem hôm nay ra số gì. Thế là mình do bằng điện thoại. Trước khi xem kết quả thì mình xem qua giải thưởng, xem cơ hội mình nhận được bao nhiêu. Ở hàng thứ nhất, hàng A này là 24 tỷ won, là tương đương khoảng 500 tỷ, 500 tỷ tiền Việt, nhưng mà không phải một vé trúng mà là có 9 vé trúng chia ra một vé 2,6 tỷ won, tương đương khoảng 2,6 là tương đương khoảng 50 tỷ Việt Nam. Chắc mình có cơ hội nhận 50 tỷ ấy. Còn ở hàng thứ hai, hàng B là 4 tỷ won, có 61 vé trúng, chia ra mỗi người là 65 triệu won, tương đương 1 tỷ 3 tiền Việt. Hàng thứ 3 thì có cùng 4 tỷ won, nhưng mà có tới 2.663 vé trúng, chia ra thì một người nhận được 1.500.000 won, tương đương 30 triệu tiền Việt. Ở hàng thứ tư, thứ năm thì
Tiền ít lại nhớ. Chắc chúng mình chắc hôm nay mình cũng trúng hàng thứ nhất thôi. Hàng thứ tư thứ năm. Hàng thứ tư hàng thứ tư thì 6 tỷ 400. Tương đương khoảng 6 tỷ 400, tương đương khoảng 13 tỷ tiền Việt. Nhưng mà có tới 100 gần 130 ngàn vé trúng, xác suất trúng cũng cao, nên chia ra mỗi người được 1 triệu tiền Việt thôi. Còn ở hàng cuối cùng nên tới là 10 tỷ Hàn Quốc, nhưng mà cơ hội trúng là hơn 2 triệu lượt vé, là mỗi người được 100 ngàn. Và trong giải thưởng chắc xác suất mình nhận nằm ở hàng thứ nhất là 50 tỷ tiền Việt, chắc chúng về luôn ở lại Hàn Quốc rồi. Cũng làm YouTube nữa. Thôi bắt giờ bắt đầu vô. Hôm nay chủ ra ở Hàn Quốc là 2. Ngày mùng 6. Ngày mùng 6 tháng 10 2021 là chủ 02 ấy. 02 13 20 30 31 41 có một số phía sau để tăng xác suất trúng số 27. Đầu tiên mình do 5 ngàn trước ấy, do 5 ngàn, chắc mình trúng 5 ngàn đó, mình trúng ở hàng thứ nhất rồi, chắc cùng số 13. Đầu tiên trúng luôn 20. Trời, nếu mà trúng một số nữa là mình được đổi vé và được 5 ngàn. Ôi, tắt rồi ạ. Nên là 1 triệu tiền Việt 06 12 24, không có luôn. Cũng được 30 với 41. 30 41. 30 41 cùng trúng được có 2 số trong giải, nhưng cũng không có chi cả. Nhưng cơ hội trúng ở hàng thứ nhất rồi, không có chi buôn cả. Ở hàng thứ ba của mình là 01 04 07 20 28 42, đúng được chắc số chung được số 20 thôi. Đến hàng thứ hai, hàng này 65 triệu 800 ngàn luôn, tương đương gần 66 triệu tiền Hàn thì tầm 130 triệu. Thế thì mình nhận 130 triệu được, mình xem. 04 không có, 07 không có, 12 không có, 21 không có. Tiền nhiều thôi, anh chúng con mua luôn. 22, 24 cũng còn mua, tiền nhiều quá. Hàng đi mình mà chúng nợ. Còn hàng thứ nhất mình chúng mình không làm YouTube nữa, cùng về bắt mua vé máy bay về Việt Nam đó. 50 tỷ mà tiêu cũng biết tiêu, như cùng về học cách tiêu tiền, cùng lo lắng sự chúng biết ai ở lại làm video mà xem. Của mình là 16 không có, 23 không có, 27 không có, 31 không có, 42 không có, 43
kiếm nhiều thứ mình lách được hết. Giải số của mình không trùng một, không trùng một số nào của giải giải lột người ta số ra cả. Ok, thì mình mua về mình mua một vé về 5.000 tương đương 100.000 tiền Việt. Thì mình cũng không muốn đen đổ á, cũng hay chơi đen đổ hay chi cả. Hay, mình mua đây chủ yếu để giới thiệu cho mọi người biết lô tô ở Hàn Quốc giống như Việt Lốt ở Việt Nam, cũng sản xuất cũng nhỏ lắm, nhưng mà cơ hội đổi đời cũng chắc đổi đời luôn ạ. Nhưng mà mình vì mình cũng không hy vọng trúng đâu, mình cũng nhiệt tiêu chi cả, dùng tiền tiêu chi cả rồi trừ tiền nhiều rồi đi vào con đường nghiền ngập ấy, nhưng mà trúng cũng được. Nếu mà ví dụ trúng thì mình cũng vui. Còn mình hôm nay không trúng cũng có chi buồn cả. Nhưng mục đích của mình mua là để giới thiệu cho mọi người biết này, để mọi người biết là ở Hàn Quốc cũng có Việt Lốt giống ở Việt Nam ra. Nhưng mà ở Hàn Quốc đây, hôm qua mình đi mua chủ yếu người lao động, người công nhân mua này. Còn mấy cái người họ giàu có hơn ấy là không thấy mua. Thì hôm qua nhiều người đi làm giống tay chân giống mình ạ, là họ mua nhiều. Các họ cũng hy vọng đặt niềm tin nhiều người Hàn, họ mua nhiều lắm. Họ mua đường tiên đây mấy bạn cũng biết chỉ là nhẹ nhất mà đã 24 tỷ trên Hàn đấy. Một vé này 5 hàng, một hàng 1 ngàn. Một vé có 5 ngàn mà số tiền lên đến 24 tỷ. Lượng vé bán ra nhiều lắm. Hôm nay mình giới thiệu lô tô. Quay video có gì sai sót thì mọi người thông cảm. Video kết thúc ở đây. Bye bye.